Hiện nay ngày 1 tháng 5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 biển động. Dự báo trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ ngày hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2 đến 4 mét ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới. Trên đất liền nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có lúc nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ. Gió Nam đến Đông Nam, sau chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển trưa chiều cấp 4, cấp 5. Khả năng từ đêm nay, ngày 1 tháng 5, gió mạnh lên cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Khả năng từ đêm nay, gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Chú ý trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, gió mạnh trên biển cấp 1.